Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Hôm nay là ngày 21 tháng 5 2020 Chúng ta tiếp tục học tập Biết chí một đời Vạn sanh cực lạc quốc Học thánh tập 133 Nhân Đức đọc một công đoạn Để chúng ta học tập như chúng ta là phàm phu là vì chúng ta bị nghiệp lực chói buộc nghiệp là gì thiện nghiệp và ác nghiệp trong thiện nghiệp khởi tâm tham ái bị tham ái chói buộc trong ác nghiệp khởi tâm sân hận bị tâm sân hận chói buộc nói cách khác nhìn thấy sắc nghe âm thanh chúng ta sanh phiền não hỷ nộ ái lạc thất tình ngũ dục là phiền não chúng ta bị nghiệp trói buộc không được tự tại đó là phàm phu phàm phu bị nghiệp lực trói buộc đây là một đoạn rất hay nên nên những công đoạn này nhắc mình bây giờ mình biết niệm phật Lúc trước mình chưa biết niệm Phật thì chúng ta phần nhiều đều bị tham ái trói buộc. Nếu như mà gặp thiện thì khởi tâm tham ái thì chúng ta bị tham ái trói buộc. Ai thương mình thì dính mắt người đó, có cổ cải thì dính mắt cổ cải. Đây gọi là bị tham ái chói buộc. Chúng ta khổ đau là bị những thứ này chói buộc. Ác nghiệp khởi tâm sân hận bị tâm sân hận chói buộc. Thí dụ như mình gặp cảnh ngộ lấy một người chồng không thương yêu, chửi mắng đánh đập mình thì bị tâm sân hận chói buộc. Nó cứ quay hoài trong tâm mình là bị chói buộc đó. Ái thì đem để vào tâm quay nhiều quận Dính mắt Còn sân hận thì Cũng để trong tâm quay nhiều quận Dính mắt Chúng ta đều bị những thứ này trói buộc Nên sanh phiền não Bây giờ mình biết niệm Phật rồi Mình có thể bước ra khỏi chỗ này Nếu như mình không biết niệm Phật Thì chắc chắn rằng là Mang tâm ái nhiễm và mang tâm sân hận Thí dụ như chúng ta thương một người nào đó Chúng ta muốn chiếm hữu người đó Người đó đi đâu hoặc người đó đi làm gì Chúng ta quan tâm dính mắt từng chút từng chút Đi đâu chúng ta hỏi han từng chút từng chút Mang tâm Chối buộc Nên sanh phiền não khi Nó muốn vụt khỏi tầm tay mình Gọi là xa lì khổ Nên bây giờ chúng ta học Phật hiểu rồi những thứ này gọi là những thứ phiền não khổ đau bước ra khỏi chỗ đó gọi là bước ra khỏi cánh cửa của phạm phu thiện và ác chúng ta bước ra chúng ta niệm một câu vật hiệu cầu sanh cực lạc thì hướng đến quả vị giải thoát nếu không thì chúng ta chịu sự chối buộc của tư tưởng phạm phu này đời đời kiếp kiếp thì sự khổ đau cũng đời đời kiếp kiếp phải nhớ những công đoạn này rất là hay nên chúng ta niệm phật là chúng ta thoát ra được nên phương pháp niệm phật hữu hiệu tiện lợi bỏ công ích thành tụ lớn và phương pháp niệm phật là phương pháp có thể quá giải những kiếp nạn hiện tại mà hữu hiệu nhất vì tâm thiện quá giải kiếp nạn Phải nhớ Tâm thiện quá giải kiếp nạn Người xưa thông minh trí tuệ đất nước lâm nguy gặp những cảnh Tan tóc như là dịch bệnh Hoặc là Gió bão Những cái khổ đau ập đến Thì bắt đầu là chú trọng về giáo dục nhân quả, giáo dục đạo đức làm người, những điểm thì vô cùng quan trọng để khôi phục lại nhân tâm con người thì quá dạy kiếp nạn. Con người bây giờ không biết, không biết được tất cả những điều mình tạo tác nó có cái sức quỷ diệt ngược lại. Giống như sắt ăn xét, sắc ăn xét ăn sắt. Bởi vì chúng ta nói rằng Một người đứng trên mà không hiểu biết Thì khổ vô cùng Rất là khổ Nên chúng ta nghe được đạo đức Càng đi vào thì càng thấy quý Vì giúp cho chúng ta được an tâm Tất cả những người biết niệm Phật là đang hướng cho mình một phương hướng đi rất là tốt đẹp. Những đức biết Phật pháp được 10 năm, cái cảm giác rằng cuộc đời của mình sống vô cùng là có ý nghĩa Có ý nghĩa. Nên tích cực nhiệt tình dù là đem những lời này lời người xưa để mình chia sẻ lại. Mong rải ra khóc nơ nơ cho nhiều người được hiểu biết. Biết phương pháp niệm Phật này thôi người trẻ người già niệm phật đều được lợi ích trẻ già niệm đều được lợi ích hết trẻ thì được lợi ích của trẻ mà già thì được lợi ích của già một đứa trẻ nhỏ mà biết niệm phật là lớn lên chắc chắn là một con người tốt một con người thiện một con người có phước một con người có duyên người già biết niệm phật già biết niệm phật thì không rầu rĩ buồn phiền sống có sức khỏe ra đi được nhẹ nhàng hướng về thế giới của chữ phật quá tốt còn người khổ đau, buồn chết Trách chồng hoặc trách vợ Gia đình không được hạnh phúc Thì gỡ ra những sự chối buộc Tâm sân hận Gỡ ra được, thoát ra được Là vì nhớ Phật nên thoát ra được cái tâm sân hận Người bị dính mắt u mê Thì niệm Phật cũng thoát ra được cái dính mắt u mê Là ái nhiễm Như vậy thì giải quyết xong rồi Đặc biệt thiệt nên này, chúng ta phải nhớ rằng Những câu đoạn này là nhắc mình đó Vì thế Đức Phật dạy chúng ta buông xuống vạn duyên Tức là buông xuống Nỗi khổ vì bị nghiệp lực chói buộc Khiến cho trong đời sống Bất luận là Trong thượng cảnh hoặc nghịch cảnh Chúng ta luôn luôn giữ được Thăng tâm thanh tịnh Thăng tâm thanh tịnh là trong hết thảy Pháp chẳng phân biệt Chẳng chấp trước cũng không khởi vọng tưởng đây là những công đoạn hay quý vị có nghĩa là mình cởi mở ra được những chỗ đó bằng câu ai với đà phật câu ai với đà phật giúp cho mình nhìn thấu buông xuống vì a là vô với đà là lượng phật là giác và câu ai với đà phật này mình chủ tâm vào có vật hiệu này gọi là tu tâm thanh tịnh tại vì niệm niệm vô lượng giác vô lượng giác thì nhìn thấu buông xuống buông xuống cái gì buông xuống ngũ dục lục trần buông xuống tham sân si mạn Chúng ta buông xuống sự ái nhiễm Buông xuống sự sân hận Thì buông xuống những thứ này Gọi là tu tâm thanh tịnh Có vật hiệu mỗi ngày đang niệm xuyên suốt Nhớ Phật thì thường vui Mà quên Phật thì thường khổ Nhớ Phật thì chuyển nghiệp Mà quên Phật bị nghiệp chuyển Nên có vật hiệu này niệm Là giữ được tâm thanh tịnh Tại sao vậy? Những thứ đó đều không chân thật Những thứ mà chúng ta Dính mắt ở thế gian này không chân thật Do vậy người xưa dạy chúng ta Ít nói một câu chuyện Niệm nhiều một câu Phật Những chuyện khác đều là chuyện nhảm nhí Nên niệm Phật nhiều hơn Nên niệm Phật nhiều hơn Người xưa có trí tệ Ít nói một câu chuyện Niệm nhiều một câu Phật Những chuyện ngoài câu Phật hiệu Mà càng nói nhiều Thì người xưa nói đây là những chuyện nhảm nhí Chúng ta ngồi tầm 3, tầm 7 nói chuyện Những chuyện không dính dáng về việc tu hành niệm Phật Thì đây là những chuyện nhảm nhí Những chuyện này có nói hết cuộc đời giải quyết cũng không xong Càng nói thì càng loạn tâm Thí dụ như có những người chúng ta Ngồi có thời sự này, thời sự kia, thời sự nọ Để tiêu quỷ những thời gian niệm Phật Như vậy thì rất ổn Chúng ta tìm hiểu một chút biết được Chúng ta biết được cái đất nước đó vì sao kiếp nạn và chúng ta đang chỉ tay cái người lãnh đạo đất nước đó vì sao ác như vậy chỉ biết như vậy rồi xong chúng ta quay lại chỉnh đốn mình nếu như mình chỉ tay ổng mình chỉ tay người đó là ác thì nếu mình dính mắt vào cái ác đó mình cũng bị cái ác đó chói buộc còn nếu mình chỉ tay một người nào thiện mà mình không học mà mình bị dính mắt thì mình cũng bị ái nhiễm chói buộc đều bị khổ đau chúng ta phải thoát ra hai thứ đó là phải giữ tâm thanh tịnh Như vậy thì chắc chắn là Chúng ta học Phật có kết quả Tại sao có những người người ta làm ác Dù mình có nói gì người ta cũng không nghe gì sao vì nghiệp người ta nặng quá Cũng như một bóng đèn Thật chắc là nó còn sáng Nhưng nó bị bụi đắt bên ngoài Bao phủ lại Nên bóng đèn này không còn ánh sáng bấy nhiêu hết Giống như mặt trăng đúng ra bản thể của mặt trăng vô cùng sáng nhưng bị mây đen che lại thì tức khắc mặt trăng không còn ánh sáng nữa nhưng cái thật chất mặt trăng vẫn là sáng chỉ cần mây đen bay ra khỏi mặt trăng thì mặt trăng đe sáng nên con người ác nào cũng có thể làm thiện được gì sao vì họ chỉ cần hiểu được họ chỉ cần tỉnh ngộ thì họ trở thành người thiện còn họ không tỉnh ngộ thì là người ác cũng như chúng ta lúc chưa học phật là người ác khi chúng ta học phật rồi chúng ta mới phát hiện được cũng như hồi sáng những đứa gặp mấy chục đứa cháu của một bà cụ ở miền ngoài đi vào đây thăm bà cụ vào bữa thứ năm thăm mẹ một chút rồi dẫn nguyên gia đình mấy chục người từ con và cháu cháu mười mấy đứa Vô trong miền Nam này thăm một bậc cụ già thường trụ trong chùa mình Thì thăm một chút gì đó Những đức đang bận biểu công việc gì không gặp được Thì họ mới dẫn con cháu đi xuống cái vũng tàu tắm biển đồ này kia được Xong hồi sáng này lúc 8 giờ rưỡi họ lên đây Những đức gặp họ một chút xíu Những đức gặp con cháu các cụ những đứa cũng quý tại vì các cụ bà tu ở đây thì mình gặp con cháu mình cũng mong đem cái đạo mà mình học được mình chia sẻ vài câu vì thấy từ khi học Phật tới giờ thấy có lợi ích nhưng nhìn thấy ba mươi mấy người con với cháu mình thấy rằng chưa đủ duyên nên những đức nói mấy câu đơn giản nhất có mấy cặp vợ chồng trẻ trẻ như đức nói một câu nên tìm hiểu Phật pháp không phải người học Phật nào cũng là đi vô chùa cạo đầu đi tu đâu phải đâu. Mà chúng ta có thể học được Phật Pháp, có thể áp dụng cái đạo đức Phật Pháp này trong cuộc sống làm người, gia đình và xã hội. Thì sự thành công vì sự nghiệp của mình sẽ phát triển chắc chắn. Bây giờ tôi hỏi các anh chị, những đứa hồi sáng như Đức nói. Bất cứ một người nào mà không muốn mình thăng cận người tốt, dù là một người xấu cỡ nào đi chăng nữa Mình vẫn thích có một người tốt Bên cạnh mình để mà mình Giao việc cho người đó Dù là một ông chủ này keo kiệt ích kỷ nhỏ mọn Nhưng lạ thai Ông chủ này muốn kiếm người chân thành Thiệt thà Nhiệt tình để ông giao cái Sự nghiệp Công chuyện Việc làm của ông cho cái người Quản gia đó nên con người thiện là không bị mai một chúng ta học phật là đang học cái thiện cái học đạo đức nên chúng ta có thể áp dụng phật pháp này trong cuộc sống trong gia đình và đoàn thể xã hội nên các anh chị phải tìm hiểu phật pháp thí dụ như phật pháp dạy chúng ta Giữa vợ chồng quý trọng nhau Đến với nhau thật lòng Anh chị làm gì không cần Nghe đến câu này thì tự nhiên Những cặp vợ chồng trẻ Họ đang ngước mắt nhìn mình Hồi sáng nghe Đức nói chuyện Và những Đức nói tiếp rằng Thí dụ như anh Đến với chị Nếu như anh là người có đạo đức Biết quý trọng cha mẹ của chị mình lấy con người ta mình sống với con người ta mình quý trọng cha mẹ bên vợ thì người vợ này cảm thấy nở mặt nở mày và cảm thấy rất thương người chồng này gọi là ăn trái nhớ kẻ trồng cây ấy. còn bây giờ mình đến với chồng thì mình thương cha mẹ chồng vì nhờ cha mẹ chồng mà có chồng của mình ngày hôm nay đây cũng gọi là uống nước nhớ nguồn vậy thì cái đạo đức đơn giản này thôi để gieo duyên với họ chứ bây giờ kêu họ niệm phật họ chưa đâu những cái đạo đức này ai mà không cần quý vị có ai mà muốn bây giờ mình sống với chồng mà chồng mình chửi cha mẹ của mình không rồi có ai muốn mà mình sống với vợ mà vợ mình chửi cha mẹ của mình không không ai muốn như vậy hết mà mình sống với một người như vậy mình cảm thấy rằng mình khổ tâm lắm ví dụ như bây giờ mình ăn nằm mình sống với chồng mình mình sanh con cho chồng mình vậy mà bây giờ chồng mình chửi cha mẹ mình mà mình lại ăn nằm với người này mình sống với vợ mình mình thương yêu vợ mình bây giờ vợ mình lại chửi cha chửi mẹ của mình vậy thì cái lương tâm của mình cảm thấy cũng nặng nề nếu như quay lại người vợ người chồng này có đạo đức biết tôn kính biết quý trọng lẫn nhau vậy thì gia đạo này hưng thịnh có hạnh phúc chân thật đúng không nếu như mà không nghe giáo dục thì những cái điều đơn giản này họ cũng không nghe họ cũng không biết nhưng mà lạ thay đúng là con người mình bây giờ không có cái nền móng từ khi còn nhỏ đơ 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 bây giờ bởi vì coi thanh niên nó đơ 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 còn nhỏ mê game coi phim ảnh thức phia coi cái này cái kia mặt đơ 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 người hết năng lượng thấy Không biết gì là đạo đức hết Bà cụ trong chùa bảy mấy tuổi Thấy các con các cháu vô thăm đông như vậy Mừng vui vô cùng Mặt mày rạng rỡ hết Thăm một chút xíu Ở một chút xíu Đi xuống Vũng Tàu tắm biển đâu này kia chơi Gần hai ngày Mẹ mình mang nặng đẻ đau mình 9 tháng 10 ngày nuôi mình không lớn Cho mình đi học Lập Gia đình cho mình Đến thăm một chút Là tranh thủ đi Vui chơi mấy ngày Xong trở lại thăm một chút xíu nữa thôi Không ăn được một buổi cơm với mẹ Tiếp tục Đi gì Quý vị thấy Tình người bạc bẽo quý vị Còn đến thăm một chút còn có cái tưởng nhớ rồi đó quý vị sẵn chiến đi chơi ghé thăm một chút nhà đức muốn nêu lên cho quý vị bây giờ chúng ta sanh con trông chờ vào con nếu như quý vị muốn trông chờ đứa con này thì quý vị hãy dạy đứa con này từ khi còn nhỏ khi con lớn lên con phải là một con người sống có đạo đức nhân cách với tất cả những người khác phải làm những việc gì có ý nghĩa cuộc đời này phải thường dạy con mình như vậy Đứa con nó biết thương người Thì nhất định nó sẽ biết thương mình Còn nếu như đứa con này mình dạy thương mình Mà nó không biết thương mình Vậy thì chắc chắn đối với con người Nó không còn coi con người ra gì hết Thấy không Nên càng học Phật không quý vị Nên muốn quá giải kiếp nạn cho nhân sinh Là phải giáo dục con người Về nhân quả, về nhân cách đạo đức làm người Mà người biết niệm Phật là vô cùng quan trọng từ nơi đó mà chúng ta nói ít một câu chuyện nhảm nhí để niệm thêm một câu Phật hiệu thì vô cùng đặc biệt. Đây gọi là người có phước. Nếu như cả ngày người này thường niệm Phật là người này cái phước lớn vô cùng và người này tích tụ được nguồn năng lượng đặc biệt. Phải nhớ nha. Niệm Phật nhiều, niệm Phật tức là tiêu nghiệp chướng. Tại sao vậy? Chúng ta khởi tâm vọng niệm, khởi vọng tưởng là nghiệp chướng. Cả ngày từ sáng tới tối nói chuyện vô ích là nghiệp chướng Khi niệm Phật chúng ta không khởi vọng tưởng Cũng không nói chuyện vô ích như vậy Không phải là nghiệp chướng của chúng ta đều tiêu mất hay sao Niệm Phật là quá giải nghiệp chướng Nếu như cả ngày đi chăm chích người này chăm chích người kia Nói xấu người này nói xấu người nọ Đi tìm những việc không ra gì để mà làm như vậy đây là nghiệp chướng Xác thực nhất luôn quý vị Những Đức từng nói rằng một con người nghiệp chướng nặng Họ nói họ nghiệp nặng Là họ nghe người ta nói Nghiệp nặng và chính họ không biết Họ nghiệp nặng chỗ nào Nguồn gốc của nghiệp nặng chỗ nào để quá giải Một con người mà thường buồn, thường giận Thường hờn, thường hẳn, thường thù Đây là nghiệp nặng Quý vị kiểm qua tâm mình đi Một con người mà thường tha thứ, khoan dung Thương yêu giúp đỡ Biết niệm Phật là con người này Nghiệp đã tiêu Nên gọi là Nhớ Phật thì chuyển nghiệp Nhớ Phật thì chuyển nghiệp Tại vì nhớ Phật cả ngày Không nhớ những việc khác thì là nghiệp chuyển rồi Còn nếu như quên có vật hiệu Mà cả ngày suy nghĩ về nghiệp Như vậy thì nghiệp tăng Nên niệm Phật gọi là chuyển nghiệp là như vậy Mà niệm Phật giết rồi Nó chuyển nghiệp rồi thì kiểm qua cái tâm là Thương yêu tha thứ khoan dung giúp đỡ vậy thì là mình nghiệp tiêu rồi tâm tư mình nhẹ nhàng thoải mái rồi còn nếu như quý vị hiện tại đang buồn giận trách người để trong tâm đó là vợ hay chồng gì hay con cháu gì nhưng nếu quý vị đang để trong tâm những thứ buồn giận đó thì quý vị là người đang tạo thêm cái nghiệp mỗi ngày đó đây là việc học sát thực gần gũi nhất luôn chúng ta mỗi ngày đều Cầu tiêu tai dùng phương pháp gì? Niệm Phật chính là phương pháp tốt nhất để tiêu tai. Là phương pháp tốt nhất để tiêu nghiệp chứ. Chúng ta phải biết cách dùng, phải giác ngộ quả báo rất thù thắng. Nếu không biết cách dùng thì quả báo sẽ không thù thắng. Quả báo thù thắng hay không đều do một niệm giác hay mê của chúng ta Niệm giác hay mê của chúng ta Để giải quyết vấn đề Khổ đau hay an vui cuộc đời mình Giờ giờ khắc khắc chúng ta đang niệm Ai với Đạo Phật là Đang niệm quả giác Còn nếu giờ giờ khắc khắc chúng ta đang tham sân si Là chúng ta đang niệm cái mê hoặc điên đạo Nguồn gốc của khổ đau là con người chúng ta tham sân si Tham vô lượng tham Đủ thứ loại tham Săn, săn hận nhiều vô cùng về săn hận Si mê, ngu si đến mức cung cực không biết chánh tà Vậy thì chúng ta khổ đau từ tham sân si Hôm nay chúng ta niệm ai với Đà Phật Là phát lên cái giác ngộ Biết rằng cõi đời này Chi cầu tham lam cỡ nào đi chăng nữa Cũng là không cầm theo được Nên từ từ giảm lòng tham Và từ từ buông xuống lòng tham biết dùng những của cải vật chất làm những điều tốt điều thiện vì biết sanh không mang đến chết không mang đi chúng ta thấy rằng khi đất nước chúng ta có dịch bệnh này kia đâu có rất là nhiều nhà hảo tâm đi làm những cái từ thiện tốt đẹp vì họ cũng hiểu được rằng nếu bây giờ tích chữ khi cơn vô thường đến quý vị cũng mắc chắn không được cái gì cả nên nó có nhiều địa phương nào là thiếu nước Hồi chưa những đứa nghe cái cô này nói Ở Gò Công gì đó Có cái vùng nào đó Nước thiếu Không có nước uống Quý vị nghĩ Con người chúng ta mà thiếu nước Thì khổ cỡ nào Nên khắp nơi nơi Mỗi một người mình có nước uống Mình phải biết tiết kiệm Không có được phí phạm Gửa nước vào cái đôi chân dơ của mình Phải coi lại cái hành động rửa nước của mình Nếu như muốn nước chạt ao 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 Hoặc là tắm chạt nước ao 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 đại càng Đây là chúng ta đang quỷ diệt cái dòng nước sạch Tương lai mình sẽ hết phước Mình sẽ không có nước uống Nên xung quanh chùa của mình những đức mua Mỗi một cái dòi nước phun mà nhiễn nhiễn á những đức bắt vào nhà tắm những đức đã để ý rằng cái giòi nước đó tắm ít thao nước vì nó phun nhiễn chừng dài ca nước là chúng ta đã tắm xong mà nước tắm nhiễn rất đều còn nếu như múc cái ca nước mà chạc vào người thì hao nước vô cùng mình phải có một cái tâm tiết kiệm như vậy đó rồi rác được mình không có vứt bừa bãi tùy tiện đây là làm cho dòng nước bị ô nhiễm hư dòng nước cuối cùng chúng ta không có nước để uống mỗi một người phải chung tay chứ không phải rằng chúng ta tùy tiện để tự hại mình đừng nghĩ rằng hại người khác mà là chúng ta cũng hại mình dù là hiện tại mình đang có nước uống nếu như nước bị ô nhiễm thì chúng ta nước đâu mà uống nên mỗi một người rác được mình không có tùy tiện vứt tùy tiện để ảnh hưởng dòng nước sạch Mỗi một người chúng ta Có dòng sông nước sạch Phải biết quý trọng Đừng nên tùy tiện đổ nước dơ xuống dòng sông Đây là cái cách tổn phước Vì người dưới dòng sông múc nước này uống Từ đồ dơ mình đổ xuống người ta múc lên uống Mình sẽ bị tổn phước rất là lớn Có khi người ta múc nước đó để người ta cúng Phật Cúng ông bà người ta Đây là điều tội lỗi rất là lớn Nên mỗi người phải cần nghe được giáo dục và nhân quả Chỗ này quan trọng quý vị à. Đó. Nên mỗi một con người nên biết bảo vệ cái hoàn cảnh sống của chúng ta. Chứ không phải là một cá nhân nào cả. Vì chúng ta đang sống cùng với nhau trong quả địa cầu này. Mỗi một người nên bảo vệ cái quả địa cầu mình. Để mình cùng được sống tốt đẹp. Nếu như mình mỗi ngày đang hủy diệt quả địa cầu này. Là chúng ta cũng đang hủy diệt chính mình và ông bà cha mẹ của mình vì chúng ta cùng sống trong quả địa cầu Người mà hiểu được nguyên lý này rồi Thì mỗi người sẽ phát lên cái thiện Cái thiện đặc biệt nhất Là phiên mọi người niệm Phật Vì mỗi một người niệm Phật Sẽ phát lên một cái tâm thiện Cái tâm người niệm Phật càng ngày càng giảm Ít kỷ nhỏ mọn Ít có sân hận buồn phiền Hẳn thù người khác Vì có vật hiệu sẽ quá giải cái tâm đó Nên trả lại cho chúng ta một hoàn cảnh rất là tốt Quý vị để ý đi Nơi nào mà niệm Phật là nơi đó hoàn cảnh thay đổi tốt liền ừ, đặc biệt quý vị biết rằng lúc trước những đức đi đến đây những đức thấy rằng có nhiều người người ta nói rằng ở đây sống không nổi đâu vì trong khu công nghiệp xung quanh nhiều quá chắc lắm mình sống không nổi lạ thai đi đến đây niệm phật từ từ nó quá giải quá giải quá giải bớt đi có nhiều người bây giờ thích vô đây ở vô cùng rất là thích rõ ràng cái công đức niệm phật nó quá giải những cái quán khí nặng nề vị thấy không và tự nhiên cái nơi đây niệm Phật mấy năm nay những đức thấy xung quanh đây bây giờ nó phồn qua vô cùng. Nhà cửa mọc lên đồ phồn qua lắm. Sự phát triển vô cùng quý vị biết cái hoàn cảnh bây giờ thay đổi. Có nhiều người lâu lâu đến đây tự nhiên ta thấy đây quá thay đổi. Mà cái nơi nào niệm Phật cây cối bị thấy cũng xanh tươi, con người bị thấy vui vẻ, Ai gặp mình cũng chấp tay ai với Đà Phật miệng nở nụ cười Đây là cái cảm thấy mình Đi đến nơi đó mình sống mình cảm thấy vui vô cùng Còn mình đi đến đâu mà thấy có người chú mắt nhìn mình Không biết chào hỏi gì hết Thì mình thấy cái nơi này là thấy khổ Con người thiếu giáo dục Nên quý vị phải nhớ rằng lời chào cao hơn mâm cổ Con người chúng ta chào hỏi một tiếng Gặp người biết chào hỏi Ở ngoài đời gặp nhau chào nhau một tiếng Cũng cảm thấy có tình nghĩa Đi vào trong chùa gặp nhau chắp tay niệm một câu ai với đạo Phật, bất cứ gặp người nào cũng biết chắp tay ai với đạo Phật vậy là quý vị có duyên có phước liền. Đi đến đâu rồi chúng ta phải chào hỏi người trên, giống như mình đi vô nhà phải chào hỏi ông bà cha mẹ của người ta. Nên con người phải nghe được cái đạo đức đơn giản này để mà hành trì. Con cháu cũng nên dạy như vậy. Nhất định từ nơi cái đạo đức đơn giản này mà gầy dựng một con người có phước có đức về sao nếu con người đi đâu cũng cần nói mà không nói không cần nói mà đi nói vậy thì con người này thua việc cần nói là gặp người chào hỏi niềm nở đây là việc cần nói cần làm Nhưng Đức thấy có những người người ta đi đến ta chào gì chào là tự nhiên thấy nó có cảm tình đặc biệt. Ừ, đúng cái chỗ này mình nên học. Nên học với vị Nên những công đoạn học tập này Giúp ích cho mình rất là nhiều Gọi là quá giải nghiệp trước Từ cái tâm của mình mà quá giải Đừng có chi cầu cái bên ngoài Đừng có tìm cái bên ngoài Mà từ tâm mình Để mà quá giải nghiệp trước Một con người sống thoải mái tự tại Là mỗi ngày cứ nhớ có vật hiệu niệm Thường niệm Phật thì cứ thường vui vẻ và chúng ta có một phương hướng đi rất là đặc biệt đó là gì? Quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá. Giống như mình muốn đi về cực lạc rồi. Mà vậy thì cái tâm của mình nó đã có phương hướng đi tốt đẹp rồi. Như thì cuộc sống ở cõi đời này mình không quá nặng nề, không có quá đặc. Nhiều cái điều mà mình bị nó buộc ràng khổ đau. Mà không bước ra được. Một con người khổ nhất là không có phương hướng sống cả cuộc đời không có không có phương hướng gì hết chứ khổ lắm quý vị à nên chúng ta biết niệm phật biết đem pháp môn tịnh độ này chia sẻ những đức thường khuyên trong những buổi chia sẻ phật pháp này nè cứ đem pháp môn niệm phật này mà chia sẻ mỗi một người truyền phật pháp có nghĩa là sức gia cư sĩ gì mỗi một người chúng ta truyền phật pháp nhất là truyền pháp môn tịnh độ này là quá phù hợp là quyền ký của Đức Thế Tôn là Đức Phật. Bây giờ những Đức thấy nhiều vị cư sĩ và một số anh em xuất gia cũng vậy đem tịnh độ này hoàn truyền. Những Đức thấy những cái thờ khóa tu, những Đức đưa ra cái thờ khóa tu hơn một tiếng đồng hồ một chút thôi, nhà nhà là đạo tràng niệm Phật. Rồi có nhiều đạo tràng tập trung lại, người ta dùng phương pháp này niệm Phật. Rồi đem chiếc máy nghe Pháp giải điều ra mỗi người, tiện lợi vô cùng, đi đâu cũng cầm theo nghe được. Hết pin thì sạc quá tiện Họ nghe rồi là tự nhiên họ biết niệm Phật Nhiều người biết niệm Phật như vậy Thì nhất định là quá giải kiếp nạn Tại vì tâm của người thiện sẽ quá giải kiếp nạn Quý vị nhớ là sắc ăn xét xét ăn sắc Mình ác với người là cái ác này sẽ đến với mình đó Mình thiện với người thì cái thiện này sẽ đến với mình đó Thí dụ như 10 người đang ngồi một vòng Quý vị đưa cho một người nào đó Một món quà tốt đẹp Người này sẽ truyền tay, truyền trái, truyền tay, truyền tay, truyền tay Truyền một dòng xong quay lại là chiền cho mình Rõ ràng Đưa thiện cho người thì cuối cùng một dòng là thiện quay lại với mình Đưa ác cho người thì đi một dòng rồi là ác quay lại mình Nên á, thiện nhất định có thiện quả Ác nhất định là có ác bao Chúng ta phải tin như vậy ra Nên con người mà tâm địa ác thì quý vị, vị hãy chờ xem Chính họ là quỷ diệt họ Chính họ Làm cho họ tan tóc khổ đau Nên mình sống trong một cái đất nước Mà người lãnh đạo ác quá Là mình là người thiếu phước Nhân dân của đất nước đó thiếu phước Quý vị coi đất nước chúng ta bị dịch bệnh Mà không có người nào chết Có nghĩa là đất nước mình là nhiều con người thiện Dù cỡ nào cũng không đến nỗi ác ý mà quý vị coi cái đất nước của mình Cũng ít bao giờ có cái chuyện mà có lịch sử Rằng đất nước mình để chiếm hữu đất nước người ta Hoặc là làm cho người ta khổ đau gì Điều là im im sống như vậy Nhưng do người ta ăn hiếp mình Thì mình phải đứng lên thôi Thật sự mà nói Mỗi một con người chúng ta ai mà không muốn Bình yên quý vị Ai mà muốn nó Gây ra cái tan tóc cho người khác Rồi mình cũng khổ à nên cái người lãnh đạo mà có góc độ hiểu biết trí tuệ rồi không ai mà đi tạo cái sự tan tóc cho người khác thí dụ như bây giờ một đoàn quân bên đây kéo quýnh một đoàn quân kia thì đoàn quân bên đây cũng sẽ chuẩn bị thì cũng là hao tốn lực lượng của cải vật chất thì đi đánh bên đây bên đây cũng hao tốn tại sao hai bên mỗi bên không lo sống cho tốt Sống trong một cuộc sống Thái bình Như vậy thì quá tốt rồi Nhưng con người không có góc độ hiểu Đi tạo ra một cái sự tranh chấp Để rồi bận tâm lo âu nặng nề Ăn không ngon ngủ không yên Chính mình làm mình khổ Đây là kẻ giải khờ Nên những kẻ có tham vọng Là những kẻ giải khờ ngu sững Phải nhớ người biết đủ thì thường vui phật đã dạy rất rõ ràng nên chúng ta mỗi một gia đình mà nghe Phật pháp thì nhất định quý vị sống rất là vui những đức thấy rằng ở đây những đức lo cho năm 600 người nhưng những đức mỗi ngày rất là vui không có bận tâm gì cả hướng dẫn người mỗi người cố gắng sống cho tốt tâm địa thiện lành đây là cái phước người ta thì có cuộc sống không, không cần bận tâm nặng nề gì hết từ nơi đó học Phật là hưởng thụ lớn nhất của đời người nên mỗi một người gặp Phật pháp là quý lắm quý vị. À. Nên cố gắng niệm Phật Chúng ta quyết chí đời này Chúng ta hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha quý vị Dạ anh chị là Phật Quyền đem công đức này Hướng về không tất cả Để từ và chung sanh đồng sanh về tình độ